cùng với sự nghiệp phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xác định là một trong các khâu đột phá, góp phần tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Việc số hóa ngành nông nghiệp được coi là giải pháp hữu hiệu để khắc phục điểm yếu cố hữu của ngành nông nghiệp là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và thiếu liên kết. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát triển theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Theo đó, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh, minh bạch, chính xác, an toàn vệ sinh thực phẩm. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng, đa giá trị và bền vững. Tác động cái chuyển đổi số vào ngành nông nghiệp nói chung thì thứ nhất là chúng ta quản lý được sản xuất. Thứ hai, chúng ta quản lý được chất lượng. Và thứ ba, chúng ta truy xuất được nguồn gốc. Tại Cà Mau, xác định việc ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp là điều tất yếu trong giai đoạn hiện nay, tỉnh đã thực hiện thí điểm về ứng dụng công nghệ số để số hóa dữ liệu quản lý, hướng đến tự động hóa trong quy trình thu thập, xử lý báo cáo, lưu trữ hệ thống dữ liệu thống kê thuộc lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngành từ chuyển đổi số. Để tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp số trong các ngành, lĩnh vực, tăng cường quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo điện chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể, thúc đẩy phát triển các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử vùng nông thôn, thực hiện buôn bán cung cấp hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử. Bằng việc triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản cho phép kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng của nông sản, tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để quản lý, giám sát chuỗi cung ứng sản phẩm sạch. Do đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang được tỉnh chú trọng nhằm nâng cao năng suất, lợi nhuận, tối ưu hóa sản xuất và đem lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Tuy nhiên, qua cái thành quả của tổ hợp tác một thời gian vừa qua, thì người nông dân có một cái sự chuyển biến trong cái nhận thức của người nông dân là bây giờ ta đi theo cái hướng nông nghiệp là sạch và có chất lượng cao trên cùng một cái diện tích nhỏ chứ không cần lớn, cho nên là đây là cũng như là một cái luồng gió mới để cho người nông dân của xã Tân Thạnh là người ta tới đây ta sẽ hướng theo cái mướn là nhà màng phát triển được cái nông sản sạch. Trang trại thủy canh của ông Phạm Văn Biển tại ấp 2, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đang trồng 17 loại rau cải và xà lách đạt chuẩn Việt Gáp. Tất cả các sản phẩm của trang trại khi xuất vườn đều được dán tem truy xuất nguồn gốc. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh được cài đặt tích hợp, có thể điều khiển việc pha trộn dinh dưỡng, theo dõi độ ẩm, điều chỉnh hệ thống phun sương và kể cả hướng dẫn nhân viên thu hoạch rau qua camera giám sát. Hiện nay, ông Biển chuẩn bị mở rộng quy mô sản xuất và chuyển giao công nghệ cho người dân trên địa bàn để lan tỏa nông nghiệp công nghệ số trên đất Cà Mau. Thì còn cái băn khoăn là khi mà cái đầu ra mình ổn định ký được tất cả các hợp đồng á, đã mình cung cấp đầu ra thì lúc đó mình sẽ mở rộng thêm. Thì trong thời gian tới thì xã sẽ tuyên truyền vận động cũng như nhân rộng cái mô hình trồng rau màu trong nhà lưới an toàn để bà con nhân dân trên địa bàn xã học tập và làm theo để phát triển kinh tế hộ gia đình từ cái mô hình trồng màu cũng như trồng rau trong nhà lưới trên địa bàn xã. Đi đầu trong vấn đề quản lý số hóa này là việc sử dụng nhãn hiệu tập thể Cua Biển Năm Căn Cà Mau. Cùng với đó là vận động những thành viên được phép liên kết, giám sát nhau trong việc thu mua nguyên liệu đầu vào. Từ đó sẽ mở ra một cơ hội mới, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường. Có nhãn hiệu, thương hiệu, nông dân cũng không phải lao đao vì được mùa mất giá. Đứng trước đầu ra chính ngạch, thương hiệu tập thể Cua Biển Năm Căn Cà Mau được bảo vệ bằng công nghệ tem chống hàng giả, đính kèm trên dây chói cua. Loại tem này có thể tra cứu trực tiếp trên điện thoại thông minh, có kết nối Internet. Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, chính xác, sản phẩm mang thương hiệu Cua Biển Năm Căn Cà Mau. Từ khi nhận được thương hiệu tới nay thì nói chung là
cũng tham mưu cho ủy ban huyện, tham mưu cho ủy ban huyện để chỉ đạo để làm những cái mẫu như tem này để sử dụng cho cái nhãn hiệu tập thể của Nam Căn Cà Mau, để làm cái truy xuất nguồn gốc, có nghĩa là truy xuất từ cái hộ nuôi tới cái đơn vị vận chuyển rồi tới cái cơ sở là mua cua. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, việc đưa ứng dụng nông nghiệp Cà Mau vào hoạt động đã góp phần giúp kinh tế nông nghiệp của tỉnh Cà Mau có những thay đổi vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm quản lý tàu cá giúp in ấn các biểu mẫu đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản cho tàu cá, tra cứu thông tin, cập nhật dữ liệu và lưu ảnh tàu cá, ảnh máy giám sát hành trình tại hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo trong quá trình theo dõi, giám sát và chỉ đạo các đăng kiểm viên trong quá trình công tác đăng kiểm tại địa bàn. Khi triển khai cái chương trình này thì mình thấy cái hiệu quả rất là rõ rệt trong cái tác động đến cái việc quản lý khai thác thủy sản bất hợp pháp trên biển. Tàu được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì các cái trung tâm quan sát của mình là tàu đi đâu là mình kiểm soát được. Ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, trong đó nông dân là vai trò chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ. Cách làm mới này của Cà Mau đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và hòa nhập vào xu thế phát triển chung. Cùng với đó, hiện thực hóa mục tiêu tiếp tục thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng người nông dân chuyên nghiệp thích ứng với kinh tế số, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, góp phần tạo ra giá trị mới trong sản xuất. Về cái xây dựng kinh tế số, thì với cái việc mà xây dựng cái hạ tầng thông minh, kết hợp đồng bộ các cái giải pháp, doanh nghiệp và người dân thì được cung cấp môi trường phát triển ngày càng tiện ích. Bên cạnh cái chuyển đổi số thành công, còn góp phần cho các doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cái doanh nghiệp bằng cái công nghệ số. Còn tại tỉnh Bạc Liêu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững đã và đang là hướng đi hiện nay của ngành nông nghiệp. Điều này đã góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất sản xuất và đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu. Như mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao này đã được 18 doanh nghiệp hợp tác xã nuôi tôm trên địa bàn tỉnh ứng dụng thực hiện. Và có trên 800 hộ dân đồng hành phát triển mô hình này với diện tích trên 4.500 hectare. Đây là điều kiện thuận lợi góp phần nâng cao nhận thức của người nuôi tôm và giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh. Những cái công nghệ cao bền vững và số hóa Việt Úc đang áp dụng giúp ích rất nhiều chúng ta trong việc kiểm soát các quy trình và kiểm soát các việc mà xử lý nước, đảm bảo các cái nguồn nước đầu vào chúng ta sạch bệnh hoàn toàn để phục vụ cho sản xuất. Các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã chứng minh được tính hiệu quả với năng suất vượt trội so với các mô hình nuôi truyền thống. Cụ thể, với mô hình này, năng suất hàng năm đã đạt từ 100 đến 120 tấn một hecta, tăng từ 10 đến 15 lần so với sản xuất theo cách truyền thống trước đây. Đối với mảng tôm bố mẹ, thì chúng tôi dùng công nghệ số hóa để phân tích được cái tính trạng để chọn lựa và sự phát triển qua cái từng thế hệ. Từ đó chúng tôi chủ động được cái nguồn tôm bố mẹ, áp dụng nhiều cái công nghệ như bán chip, công nghệ di truyền phân tử, công nghệ di truyền số lượng, chọn ra những cái thế hệ tôm mẹ tốt nhất để phục vụ sản xuất. Là vùng có tiềm năng thế mạnh phát triển nông nghiệp, thời gian qua, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long bước đầu hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số vào lĩnh vực này. Tại thành phố Cần Thơ, lồng ghép chuyển đổi số trong công tác khuyến nông, đổi mới sáng tạo, tái cơ cấu ngành nông nghiệp để khuyến khích nông dân dần chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại. Hiện nay, các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư ngày càng nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh, nhân rộng các cái mô hình ứng dụng cái cơ giới hóa gắn với cái mô hình như là canh tác lúa thông minh, rồi cái mô hình giảm giống, rồi cái phát triển cái chuỗi sản xuất tuần hoàn trong cái lĩnh vực
sản xuất lúa. Một cái sensor dự báo về nguồn nước hay là dự báo về thời tiết, khí tượng thủy văn thì nó cũng sẽ được hiểu là cơ giới. Thì như vậy là sự đồng bộ này nó đi từ nhận thức của cái người tổ chức sản xuất, từ những doanh nghiệp, từ những trang trại, từ những hợp tác xã và đến chính quyền địa phương. Và để đi đến sự bền vững này thì tất cả các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, dù cho trồng trọt, dù cho chăn nuôi, dù cho thủy sản, nuôi trồng hoặc là khai thác thì cũng phải có một sự liên kết với nhau thì tính bền vững nó mới tốt và nó mới mang lại hiệu quả cho một cái nền sản xuất nông nghiệp từ đây cho đến thời gian sắp tới. Thực tế đã cho thấy, chuyển đổi số trong nông nghiệp bao gồm việc tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Chuyển đổi số trong nông nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho nông dân và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời tăng tỷ trọng, hàm lượng công nghệ số, phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, chính xác sẽ là giải pháp tối ưu cho phát triển bền vững nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và ngành nông nghiệp của nước ta nói chung. Nông nghiệp 4.0 của Hoa Kỳ là chiến lược lấy công nghệ và chuyển đổi số làm thành phần cốt lõi của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế địa phương và quốc gia. Nông nghiệp 4.0 không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nước tưới tiêu, thuốc trừ sâu, phân bón như trước đây. Mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp đã giúp cho Hoa Kỳ bảo đảm an ninh lương thực, giảm thiểu nhập khẩu thực phẩm và trở thành nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Ở Hoa Kỳ, chuyển đổi số đã trở thành một phần rất quan trọng của ngành nông nghiệp. Thông tin về các phát kiến khoa học, các ứng dụng công nghệ trong việc nuôi trồng, nhu cầu tiếp cận thị trường nội địa và quốc tế, giới thiệu nông sản phẩm, thông tin về thời tiết địa phương, các gói hỗ trợ tài chính cho nông dân và gia đình là những yếu tố tạo nên sự thành công của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. Trong chiến lược 5 năm chuyển đổi số nông nghiệp 2021-2025 của Hoa Kỳ đã nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, các thiết bị không người lái trong việc phun thuốc trừ sâu dịch, tưới tiêu, chụp hình từ trên cao không ảnh, v.v. Gần đây nhất, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối blockchain, công nghệ tiên đoán thời tiết, các thiết bị đo độ ẩm tưới tiêu, các công nghệ robot, các ứng dụng thương mại điện tử đã được đưa về nông thôn giúp nông dân Hoa Kỳ làm chủ được 100% quy trình sản xuất và sản phẩm của mình. Sự thành công của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ có thể kể đến như nông sản phẩm của Hoa Kỳ không những có mặt ở các bang mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Hoa Kỳ không những thành công trong việc bảo đảm an ninh lương thực cho mình mà còn hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các nước nghèo trên thế giới. Trong vài thập kỷ vừa qua, Hoa Kỳ đã đi tiên phong rất sớm trong việc áp dụng chiến lược công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp. Hoa Kỳ mặc dù là một nước tiên tiến nhất trên thế giới nhưng vẫn coi nông nghiệp là một trong những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế, cần thiết nhất cho việc bảo đảm an ninh lương thực Hoa Kỳ và là một trong những cột trụ cho vấn đề ngoại giao và an ninh thế giới. Chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp là việc sử dụng và tích hợp các công nghệ tiên tiến trong một hệ thống và chiến lược quốc gia, giúp nông dân làm chủ toàn bộ chuỗi cung ứng. Tất cả chỉ vì một mục đích là giúp nông dân sản xuất các nông sản phẩm chất lượng cao với giá thành thấp.